Mọi người ơi, cái cây mai bữa mình đăng lên đấy, bữa nay em nó đã mang về nhà rồi. Đó. Mang về nhà mình chà sạch sẽ từ trên dưới cho nó sạch sẽ lại, nó hết cái đen cái nấm bệnh đi. Đó. Bây giờ mình cắt, mình lọc những cái chi nào mình lấy, còn cái nào mình không lên mình bỏ luôn. Đó. Nó sáng sủa sạch sẽ lại rồi, tí nữa vào dây. Nó vẫn có nụ đàng hoàng để mình chơi Tết mà. Nhưng mà mình giờ mình cái công mình tuốt lá rồi thì mình vào dây luôn. Vào dây cho nó định hình lại. Thì qua năm khỏi phải vào. Tại mình tuốt lá thì nó dễ vào. Vào nhẹ thôi. Vào cho nó lỏng lỏng đấy, đi đến đầu tay cho nó đều. Khi mình để qua năm nó ra mầm lại khó. Mình vào lỏng cho nó lắc nhẹ. Cứ quấn thoải mái theo cái chiều của mình. Quấn như vậy là cứ mình vào dây lại là nó cũng cây như vậy. Chả sao ở cây mình đánh về mình cứ vào dây luôn cũng được mà. Nhưng mà để cứ khoảng 7-8 ngày vào tháng tưới thì hòa cái thuốc Atonic một gói một xô 20 lít nước thì mình tưới cho nó. Đừng mang về đừng có tưới liền nó hay bị thối rễ lắm, cứ để cho nó săn hết cái đầu rễ lại, lúc mình tưới là nó sung cây. Cuốn xong là mình chỉ có phun nhẹ vào thân cho nó mát thân thôi, còn ở dưới là mình không được tưới. Cứ chiều nào mình đi chiều đó, mình cứ tay mình giữ cái cành quấn. Quấn hết lên tới đầu luôn, cứ kệ nó, cứ để thả lỏng luôn. Rồi qua năm bắt đầu là mình chơi xong Tết là mình cắt giật những đầu ngọn lại. Không giờ mình cứ để cho nó thoải mái mà, quấn lỏng lỏng thôi. Lúc thấy nhìn cái đầu dây mà nó chuẩn bị nó dính vào rồi là mình gỡ nó ra. Là nó cũng thuần rồi, lúc đấy là nó cũng thuần rồi. À, một năm là cái tán nó ra dày rồi, nó lập lên là nó nhìn nó đẹp lắm. Nếu mà mình không vào thì những cây nó không ấy, nó cũng ngóc lên. Mình vào xong cho nó thành cái chỗ mình cứ bên thì nó nhìn nó dễ. Cây nó vào dây thì nhìn nó cứ đẹp rồi. Cây này Tết hôm nay thì thoải mái, hoa nụ nhiều lắm. Nhìn cái nụ nó tươi, còn cái nụ nó ra nhiều nhưng mà nó không đậu, nó khô đầu nụ thì không thôi. Những cái này ít nụ nhưng mà nụ nó đậu hoa là được rồi. Cứ vào hết được xong mình uốn sau cũng được. Đấy, cái cây bữa trước cái bữa mình đè 16 triệu đó mà mua về mình vào dây lại một trà rồi sạch sẽ đi thì cây nó cứ khỏe mạnh này. Nó sáng sủa là những cái vết sẹo mình lấy cái máy lũa mình lũa ra xong rồi mình lại lấy keo mỹ tiếng mình bôi vào. Bôi hết vào cái đầu sẹo một lần nữa là một năm sau là mình chăm sóc tốt nên là nó sẽ kéo hết cái nốt sẹo đó thì mình sẽ đẹp. Quấn vào hết xong rồi uốn cho các bạn xem. Yeah, nó đã gọi là cây cảnh bonsai, mang về nhà vào dây thì nó mới giá trị. Còn nếu mà cây tàn thông thì mình để tự do, còn nếu mà cây này mình đã định hình cho tương lai bonsai thì mình vào dây thì mình uốn theo cái ý của mình. Cây mỗi người uốn theo mỗi kiểu, nhưng mà chia làm sao cho cái tán nhìn nó dễ coi rồi. Mình cũng không nên để cây nó nhiều, tán quá nó rối mắt, mình phải lọc bớt đi. Rồi sang năm nó cái này nó đẻ ra, bắt đầu mình cắt được cái đầu ngọn lại một lần nữa là nó dày lại. Còn bây giờ thì nó ít cành quá nên là nhìn thấy nó thưa thớt, nhưng mà một năm sau mình chăm sóc nó sung lại là cây nó sẽ dày lại, nó đẹp. Chăm dưới mình vào hết dây.
chơi cây là chăm sóc, chứ còn nhiều người mang về nhưng không chăm sóc cái để con sâu khi mà lúc nó ra đấy mình cũng phải chịu khó phun thuốc sâu, cứ 10 ngày mình phải phun thuốc sâu loãng loãng cho nó một lần phòng thì nó không sao, còn không để con sâu nó ra với con bọ trĩ nó thích lắm, nó thích cái loại lá non đó, nên là mình chỉ phun mình phòng thì sau này nó ra cái là cây nó sung được, nó vừa ra cái mà mình không phun nó chích đi cái là cái coi như cái cây này nó suy lại, nó chột lại, nên là mình làm phun từ đầu đến phòng thì cây nó khỏe. Cây nữa từ từ vào thì mình không thể tấp được, nên video cũng dài, các bạn xem cứ cố gắng xem hết video xem là có gì mình làm thì các bạn cứ đóng góp cho mình đây là mình cũng chia sẻ hết mình, những ai mà chưa làm bao giờ thì cứ làm theo mình, còn nếu mà người nào làm rồi thì biết rồi thì thôi xem cho nó vui. Cây này nó cũng lớn đấy, hoành nó hoành 60 nhưng mà trước thì ở nhà họ cắt ra nên nó mọc ra, họ cũng vào một lần rồi, nhưng mà mình ra về mình vào theo cái mình họ vào là họ để nhiều tán quá, mình mang về mình lọc bớt đi nó sạch sẽ thôi. Cây mang về thì mình chờ đi, không bao giờ mang về nó đủ chi đủ tán theo ý mình được, mình nuôi mình lọc sao cho nó kín tàn thôi. Này tí nữa cho cái chậu đục rác tại nó không biết sao các bạn, nó có cái nụ ấy, nên là mình cứ từ mình vào, chứ nó không như cái mà mình không có nụ ấy thì mình vào nó nhanh được, còn nó có nụ thì cứ nhanh nhẹn mình vào, mình lựa cái đầu nụ mình bỏ cái dây, chứ nếu mà mình ép vào nó gãy, nên là mình lựa cái nụ để mình chơi tết luôn. Cây đánh về thì cứ vào dây bình thường, rút sạch lá đi. Cái cây này là mình đánh hôm mùng 10 đấy. Tay thôi. Cây nó ổn định lại sau này nó mới đẹp, còn không nữa nó đơ đơ thì nó đẹp. Vậy này 3 lưu chứ 4 lưu. Tí nữa là mình cái này mà bây giờ nó rất là khó, là cái chỗ này ngọn nó chưa đủ chi, nên là có thể mình dựng một cái lên làm ngọn, mà không thì mình cho nó hết ra xong rồi mình tỏa nó ra, xong rồi mình chờ cho nó mọc, mình dựng một cái ngọn nhỏ lên. Bây giờ cứ vào dây, tí nữa tính toán lúc mình uốn xong mình ngắm vào hết dây, nhưng mà đến lúc là mình ngắm xong cái cây này thì nếu mà nhìn ra thì mình phải
đưa hết nó ra thì mình chờ một cái ngọn, còn không thì cứ đưa lên tí nữa mình lựa lên cái nào là ngọn mình dựng lên, không có mình cho nó lập hết nó ra, sau này nó mọc ra cái mầm sắc mình tính. Bây giờ mình bắt đầu mình uốn vào hết lần dây xong rồi uốn, vào đâu uốn giấy thì không ấy, cứ vào hết dây xong rồi quay ra mình uốn. Đấy, vì cái cây này nó ấy thì mình lắc nhẹ thôi, nó nhìn lắc vậy thôi nhưng mà nhẹ nhàng thôi để cho mình còn chơi hoa, chứ mình bẻ quá nó lằng ngoằng quá thì cái cây nó bị suy cây, với lại cũng không cần cần là lằng ngoằng quá, không cái cây này nó dáng nó không cần quá, mình làm sao cho nó đều ra để đi thì nhìn vậy thôi nhưng mà đi nó rất là nhẹ nhẹ vậy thôi để cái nó khỏi dùng cái nụ của mình. Mình nuôi sau nó một năm nữa, nó ra to tán là nhìn đã. Tôi cũng chỉ dồn mãi tiền mới đủ tiền để mua cây này về chơi tại thích mà. Dáng cái cây này nó rất là có duyên nên mình mua. Mình khi mình chơi cây mình cứ yêu cây mình thấy là cái sướng của nó. Đó, nhẹ nhẹ thôi. Chứ không cần mình lắc mạnh quá là nó hư hết nụ. Rồi Tết bắt đầu là mình sẽ quay lại một lần nữa cái nụ cho các bạn xem. Nhẹ nhẹ thôi, sơ sơ thôi, nó đều ra. Thì sau này nhìn nó sẽ đẹp. Uốn thì uốn về những tí nữa bắt đầu xong đâu đó mình ngắm lại một tí xem. Nó ra lắc ở chỗ nào đó mình chỉnh lại ra nó sẽ ok. Đều đều ạ. Cây thì nói chung nó nhiều thế, nhiều kiểu, mỗi người chơi mỗi kiểu. Mà đã cây thì mình phải chơi là mình phải vào dây một chịu khó thì cây nó mới sướng được, nhìn nó có hồn. Còn mình cứ để nó thẳng tuột thì nó nhìn nó khó coi. Cây cảnh còn thà cái cây mà tàn thông tự do, cây to ấy. Cây cổ thụ thì mình cứ để tự do, còn đã cây mà bonsai thì mình uốn mà rắt léo lại theo cái ý của mình. Chỗ nào nó thiếu thì mình bẻ nó ra, rồi chỗ nào nó chưa đủ thì mình lại nuôi, rồi sau mình nuôi thì nó mọc ra tiếp mình lại vào. Chung cây thì nuôi vào mấy lần dây thì nó mới sao nó mới thành phẩm được. Thì cứ chơi xong Tết mình lại cắt giật là nó ra, là nó sẽ cổ kính lại. Lắc nhẹ nhẹ. Nó cũng hơi ít tán nên nhìn nó không được mát mắt, nhưng mà khi nó ra dày ra tán nhiều lá nhiều thì nhìn cái cây nó có dáng đẹp. Còn bây giờ mình tuốt hết lá rồi mình vào dây thì nhìn không hợp lý lắm. Đưa nó đều ra xong nuôi, nuôi xong nó phóng to nhìn nó đã. Cái này là cúc quá nâng lên từ thêm dây vào. Cái chỗ nào nó khó thì mình đi thêm dây vào. Nó cứng, chỗ nào nó cứng quá thì mình đi thêm dây vào. Để mình đi nó không được gãy cành, chứ mình đi ít dây quá mình cố tình đưa nó lên là nó sẽ bị gãy. Mình cho thêm dây vào. Video nó dài xem cũng hơi sốt ruột, các bạn cố gắng theo dõi video có gì để đóng góp cho mình nhé. Anh em cùng nghề làm cây nhau có gì thì cứ tham gia đóng góp cho nhau. Đấy, cái này nó úp quá đưa nó lên xong rồi lắc nó lại, lắc theo cái chiều dây của mình, xoắn theo cái chiều đó. Đó, nó nâng nó lên tí tại nó úp nó ấy quá. Nó to đang cái nhìn nó duyên. Đấy, cái này thì đưa lên là ngọn. Một tán. Đấy, cái kia nó đều ra nhìn nó đẹp.
sáng thì tôi cũng cứ vào chờ. Cái này cứ đưa đây đưa lên làm ngọn, cứ ngọn thử ra, nếu mà mình ngắm mà mình thấy nó hợp lý thì để, mà nếu nó không hợp lý tí nữa mình cho nó ra luôn, cho nó cứng làm tán luôn, xong là mình chờ. Còn bây giờ mình cứ để cho mình ngắm thử xem về hình sao, ngắm cho nó có hợp lý không ạ. Còn cái cành nó nhỏ nên mình vào dây luôn. Xong bắt đầu ra ngắm lại, tính toán lại. Rồi, để ngắm lại xem đây hình chắc. Rồi trộn phân đã. Đấy thì cái chất trồng của mình ấy là có 2 sơ dừa, 1 quả trấu. Thì 2 bao sơ dừa với nửa bao trấu. Đó. Nửa bao cát luôn. Mình trộn cho nó thật đều lên. Trộn càng đều càng tốt, chứ không có cần trộn phân trộn gì hết. Trộn cho nó đều lên. Trộn đều lên nó là chúng ta mình vào trồng, mình vào trồng. Đó. Càng rũ đều bao nhiêu càng tốt. Cái cục nào mà sơ dừa đấy mình rong cho nó thật kỹ. Đó, bây giờ mình xúc vào mình trồng, rong cho nó thật đều đây. Đó, mình cái lưới mình cứ để nguyên, sau này mình phủ, sau này lúc nó có bán hay là mình lấy nước lên thoát nước, nó có cái lưới mình cứ để nguyên không sao hết, nó càng mát nó thành chậu. Đấy, thì cái ngọn lúc nãy mình tính toán mình ngắm mình thấy nó không hợp lý lắm, mình bẻ ra mình làm tán luôn, xong là mình nuôi, chờ. Chờ sau này nó ra bắt đầu mình định dựng lên làm cái ngọn. Rồi tí nữa bắt đầu mình mới đổ tiếp, trộn tiếp sơ dừa mình nhét xung quanh tiếp một lần.